Xin chào tất cả mọi người nhé, quay lại với kênh máy xúc nhập khẩu xe Ben của chúng tôi. Ở trên màn hình thì quý vị thấy này, hôm nay chúng tôi về 10 nữa là 4 con. Và hôm nay chúng tôi sẽ là quay chi tiết cụ thể báo giá từng con một để cho quý vị coi. Và hôm nay tôi đang đứng ở bãi thứ hai của chúng tôi ở dưới Bình Dương. Đó, mới xuống Bình Dương để giúp không. Rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị đang cần. Đẹp chưa? Đấy, rất là nhiều máy. Và bây giờ thì mời quý vị theo dõi cái video của chúng tôi nhé. Đây là một dàn máy mà chúng tôi đang ở dưới Bình Dương đây quý vị nhé. Đây tôi sẽ báo giá từng con một để cho quý vị có thể là tìm ngay được cho mình những cái sản phẩm sao nó hợp lý và hợp lý nhất. Thì mỗi con chúng tôi sẽ quay sơ sơ cho quý vị coi. Quay sơ sơ cho anh em coi luôn. Giá cả thì như con này, nếu mà quý vị con này ra xít 70 em đất sơn khó sơn lại này. Con này là có sơn lại, đất sơn này. Giá ở đây chúng tôi sẽ báo luôn cho anh em một ký và con cô bác biết được cái giá của con này. Nói chung là rửa sơ sơ thôi, chưa có rửa kỹ, cabin các thứ là đẹp. Con này thì chúng tôi sẽ vào việc luôn cho quý vị là 320 tại bãi của chúng tôi ở Bình Dương. Như đã nói thì chúng tôi có 3 bãi, 2 bãi ở trên Buôn Thuật, 1 bãi trên Buôn Thuật, 2 bãi ở trên Buôn Thuật nhé, 2 bãi với cả ở đây dưới Bình Dương. Tôi đang đứng đây là dưới Bình Dương này, đây là bãi ở quận 9 thì của Tân Đức. Thì con này về dưới rút công ra thì lắp vào giò là chúng tôi chưa có đóng, đó chưa có đóng. Nếu mà quý vị lấy thì chúng tôi sẽ làm lại áp mặt gò. Đó, làm lại áp mặt gò cho bà con luôn. Giá của con này thì như tôi đã nói là 32 này. 32, máy móc thì cực đẹp. Vì bây giờ mùa mưa rồi, bán bớt đi để nhập thêm. Con này thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc là số Zalo. Những cái hình ảnh chi tiết nhất, cụ thể nhất thì quý vị có thể là nhắn tin qua cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi con này chi tiết. Con này được sản xuất là đời 2006. Một em. Rồi em kế bên này nữa thì em này cũng là ra xít 70. Nhưng mà nó có 5 mũi quý vị nhé. Rất hiếm những con mà 70 có 5 mũi như thế này. Thì con này có 5 mũi và nó đang làm được khoảng 8.000 giờ, 8.200 giờ. Thì cái số tiền là chúng tôi sẽ bán con này cho quý vị là 370 triệu. Con này thì nếu anh em miền Tây thì làm thì kiểu gì về cũng phải mất cái 5 mũi này ra. Nhưng mà trên Tây Nguyên của chúng tôi thì cái dòng này mà có 5 mũi ạ thì rất là hiếm, và anh em ở khu vực ở Tây Nguyên này họ thích cái cần na mũi này. Đó, con này 336 cho mọi người. Máy móc đẹp, bà con có thể đến tận bãi chúng tôi thử máy. Nếu mà muốn thử lâu dài thì quý vị có thể là mang đuôi ba can dầu lên thử cả ngày cũng được. Rồi thêm một con da xít này nữa, con này cũng mới rút công này. Con này thì cabin cũng đẹp này. Cabin đẹp. Giá thì con này cũng 300, con này 330. Nước sơn zin. Ốc bạc cầu nó tất cả những con như này chúng tôi chỉ có rửa sơ qua thôi, rửa nước nã qua thôi. Chưa có rửa kỹ nha, chưa có rửa kỹ cả. Khi nào bà con lên thử máy và cọc tiền chúng ta vào chung kết á, thì chúng tôi sẽ dọn rửa sạch sẽ đi. Thì con này là cái sút, hơi sút rửa phát là ra luôn. Về đây chúng tôi chỉ có xịt bụi qua đi. Sút con này thì đẹp, đẹp ngang với sút con kia luôn. Phân phối đẹp. Ở bên kia thì một con Komatsu, con đó thì chúng tôi bán là 230. Con đấy có cả đường búa này, đường nam da này, đây sẽ 60-60, con này đẹp, mau đẹp luôn cho quý vị luôn, nên thử.
nhìn cái nước sơn thì nó đang lỗ nhỗ và xấu xấu chút xíu thôi, nhưng mà nó bơm máy vít đuốc cao su luôn. Ở đấy chúng tôi sẽ quay cho anh em 230 có thương lượng nhé. Con này 330 cũng thương lượng này. Con này 36 thì thương lượng chút xíu cho anh em. Và con có bác mang về nè. Ở đây chúng tôi có 3 con ship. Rồi ở đây thì còn sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng mới rút công. Rút công IHI rồi PC60-6 Dosan với cả là PC50-2E. Con này bán cho quý vị ship, con này đẹp này. Bán cho quý vị là 220. Còn này Dosan là 220. 220 hết. Con này thì rẻ thôi. Hyundai đời 2004. Con này PC50U-2. Đó, 50-2. Con này bán cứ khoảng là con xanh này bán là 210 triệu. Cũng chưa dọn rửa gì hết. Chưa rửa giấy gì hết rồi nhá. Rồi con này thì 2 lít lên đường này. Buồn vô nữa này. Buồn vô con này có nước sơn rồi, chúng tôi sẽ có sơn lại nước sơn rồi. Buồn vô này thì bán cho bà con là 220 triệu. Xe của ông tôi là Bình Dương hết quý vị nhá. Đây là bãi thứ hai của ông tôi ở Bình Dương. Và tiếp đây là con Sumi Tomo này thì chúng tôi có sơn lại nguyên cây. Nước sơn rất là đẹp quý vị nhá. Đẹp quần tí luôn. Đây chạy này. Con này thì 230 để cho quý vị về làm. 230 đùi nhông. Con SK75U. Con này nếu mà quý vị lấy thì chúng tôi để cho 2 lít lên đường này. Con này cũng sơn lại nguyên cây này. Con này háng cực kỳ rộng luôn. Con này 75. Ở đây mà em Volvo, con này Volvo đời cao. Con này đời cao thì con này bán là 32. 32 có thương lượng, nói chung là tất cả những cái dòng máy ở đây thì chúng tôi đều có thương lượng cho bà con luôn. Rồi con ISI này thì sáng ngày nay chúng tôi mới rút công này, cũng chưa rửa nhá quý vị nhá, chưa rửa này. Vẫn còn đâu đó là dầu nhớt mỡ hay là mỡ mà bơm ra nó nhòe ra. Rửa lên thì cực kỳ đẹp luôn con ISI này. Mới rút công về buổi sáng ngày hôm nay. Thì con này chúng tôi sẽ bán cho quý vị, quý anh chị với là 230, có thương lượng nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị mà cần thiết thì có thể là lên tận bãi ông tôi để thử máy lọc cái dưa thay này. Thử máy rồi cộng thêm nữa là anh em bà con cô bác có thể mang theo vài can dầu lên này thử cả ngày luôn. Đấy, cứ thử tán chê đi. Đây là cái bãi thứ hai của ông tôi ở dưới Bình Dương. Rồi tiếp tục con này này, con này thì mới dự ở đây mấy con này đi làm này, cho đi làm hết. Như đã nói thì chúng tôi thường về sẽ cho tất cả những cái sản phẩm như này đi làm. Còn con này thì chưa ráp này, tốt san này. Ở bên kia có một con Hyundai Rolex 60-9. Nếu mà quý vị lấy thì con này thì chúng tôi cũng để vừa phải thôi cho quý vị. Con này đời 2010-2012 thì cái giá của nó đô đó là khoảng 200-240 cho quý vị. 24 có thương lượng nhẹ nhàng chút xíu chút đỉnh để bà con về làm ăn. Máy móc thì đây cho quý vị coi luôn. Những cái con máy nào mà bên kia nó báo chúng tôi là nó có làm máy rồi thì chúng tôi sẽ báo cho quý vị là nó làm máy rồi, bơm làm rồi thì chúng tôi sẽ báo luôn, tại vì bên kia nó sẽ báo cho chúng tôi tất cả những cái xe mà nhập về chúng tôi sẽ báo. Và bên kia nó cũng báo cho chúng tôi là con nào là máy,
rồi hay là chưa làm máy thì chúng tôi đều nói cho quý vị luôn. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm như này, máy móc như nào tôi sẽ nói để cho quý vị tham khảo cũng như là cân đo đong đếm cái tài chính. Con này là TD60, con này 50 55 này, chưa 2E này, mới và nước sơn còn nguyên bản luôn nhé. Lỗ nước sơn hơi xấu, con này nếu mà quý vị lấy thì có sơn lại. Con nốt này thì chúng tôi cũng cho đi làm này, mới về ăn đây này, từ sáng đánh đi kiếm phần cá khô thôi. Rồi con này, con này là PC60-6, úp của nó là úp su, úp nhựa. Úp nhựa này nếu mà bà con về mà làm thì có thể tháo ra được. Đây, anh em làm tháo này ra cũng được. Khi nó lắp vào guốc này thì cái xích nó cực kỳ dày luôn, cực kỳ dày luôn. Rồi bây giờ thì tôi sẽ xin phép dừng video ở đây. Những cái video mà tôi quay như này thì tôi sẽ báo giá từng con một. Còn nếu mà quý vị mà có nhu cầu quay một con một hoặc là những con mà quý vị cần thì chúng tôi sẽ chụp hình cũng như là làm video để cho quý vị coi luôn chi tiết hơn, cụ thể hơn. Con này thì mới sửa sơ qua nước ngã này. Máy móc con này là máy móc bơm bọng là còn zin nguyên nha, nguyên zin theo đồ. Zin nguyên theo đồ. Zin nguyên theo đồ. Đây là toàn cảnh cái bãi mà chúng tôi ở dưới mình chưa. Quý vị, quý anh chị, bà con, cô bác mà đang cần sử dụng tất cả những cái sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ với chúng tôi, số điện thoại góc trái màn hình video. Đây có 3 con gà xít, nếu mà quý vị cần thì chúng tôi bán làm sao cái giá hợp lý nhất để cho quý vị lợi nào. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo của kênh Bến Xe Cổ Xe Ben.